Chào các bạn, ở tiết học trước chúng ta đã biết được thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ sang một nội dung tiếp theo, đó là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đầu tiên, chúng ta đi về khái niệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Một cách tổng quát, chúng ta có như sau. Cho một cái hệ phương trình gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Như trên màn hình các bạn thấy là 2x cộng y bằng 3 và x trừ 2y bằng 4 là một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì một cách tổng quát, chúng ta có cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax cộng b bằng c và a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy. Thì lúc này chúng ta có hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax cộng b bằng c, a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy, được gọi là hệ phương trình một. Trong đó phương trình thứ nhất là ax cộng b bằng c, phương trình thứ hai là a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy. Thì vấn đề đặt ra ở đây, khi nào cặp số x0, y0 được gọi là một nghiệm của hệ phương trình 1? Khi nào thì hệ phương trình 1 vô nghiệm? Và mình hiểu thế nào là giải hệ phương trình? Thì điều này chúng ta sẽ giải quyết lần lượt trong các phần tiếp theo. Các bạn nhìn trên màn hình. Đầu tiên, chúng ta tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Nếu điểm M là thuộc đường thẳng AX cộng B bằng C, thì tọa độ x0, y0 của điểm M là... Ở đây, chúng ta điền vào trừ nghiệm. Các bạn ha, chúng ta biết rồi. Nếu tọa độ của điểm M nó thỏa cái phương trình AX cộng B bằng C, thì lúc này cái tọa độ cặp số x0, y0 của điểm M được gọi là một nghiệm của phương trình AX cộng B y bằng C. Nếu điểm M là một điểm chung của hai đường thẳng AX cộng BY bằng C hoặc A phải X cộng B phải Y bằng C phải thì tọa độ X0, Y0 của điểm M cũng là một nghiệm, nhưng mà lúc này các bạn nhớ là một nghiệm chung. Bởi vì lúc này M là giao điểm của hai đường thẳng này thì nó là điểm chung thì nghiệm là cũng phải là nghiệm chung. Và từ đó chúng ta có thể nói rằng x0, y0 là một nghiệm của hệ phương trình bao gồm hai phương trình sau đây ax cộng by bằng c và a phải x cộng b phải y bằng c phải. Từ đây chúng ta sẽ có một nhận xét sau đây. Xét hệ phương trình một ax cộng by bằng c có được gọi là đường thẳng d1 và phương trình thứ hai là a phải x cộng b phải y bằng c phải là phương trình đường thẳng d2. Trong cái hệ này gồm hai phương trình đường thẳng d1 và d2. Nếu hai đường thẳng d1 và d2 có một điểm chung thì tọa độ điểm chung ấy là một nghiệm của hệ phương trình 1. Số điểm chung của hai đường thẳng d1 và d2 cũng là số nghiệm của hệ phương trình 1. Tập nghiệm của hệ phương trình 1 được biểu diễn bởi tập hợp tất cả các điểm chung của d1 và d2. Vậy thì qua ba cái nhận xét này các bạn thấy nè, muốn xác định nghiệm của một hệ phương trình chúng ta dựa vào số giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2. Thầy nhắc lại ha. Để xét số nghiệm của hệ phương trình 1, chúng ta dựa vào số giao điểm của phương trình hai phương trình đường thẳng D1 và D2. Và cách đơn giản nhất là chúng ta biểu diễn nó lên hệ trục tọa độ OXY là chúng ta sẽ có được điểm ta cần. Ta sang nội dung tiếp theo dựa vào nhận xét này. Bây giờ chúng ta xét cái ví dụ 1 cho cái hệ phương trình thứ hai có dạng x cộng y bằng 3 và x trừ 2y bằng 0. Với x cộng y bằng 3 là phương trình đường thẳng d1, x trừ 2y bằng 0 là phương trình đường thẳng d2. Rồi, bây giờ thầy vẽ hai cái đường thẳng d1, d2 này lên cùng một hệ trục tọa độ OXY. Đây, d1. Đây D2. Thì các bạn thấy rõ ràng cái phương trình đường thẳng D1 và D2 nó cắt nhau tại một điểm có tọa độ là 21. Thì điểm có tọa độ là 21 này nó chính là nghiệm của hệ phương trình 2 La Mã. Và từ đây chúng ta kết luận là D1 và D2 cắt nhau. Thì D1 và D2 có một điểm chung. Hệ phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất. Đây, điểm M có tọa độ là 21.
Tọa độ giao điểm của D1 và D2 là điểm M có tọa độ là 21, thì cặp số 21 này nó là nghiệm của hệ phương trình hai la mã và là tọa độ giao điểm của phương trình đường thẳng D1 và D2. Chúng ta xét phương trình thứ nhất. Với x bằng 2, y bằng 1 thì vế trái bằng vế phải. Xét phương trình thứ hai. Với x bằng 2, y bằng 1 thì vế trái cũng bằng vế phải. Thì chúng ta kết luận được rằng vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là cặp số xy có tọa độ là 21. Và đây các bạn thấy nè, cái đường thẳng D1 và D2 chúng ta vẽ hệ trục tọa độ xy, nó chính là minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, mà cụ thể đây là hệ phương trình hai la mã. Chúng ta xét tiếp một cái hệ thứ ba, hệ phương trình ba la mã 7x trừ 2y bằng trừ 6, 7x trừ 2y bằng 3. Thì lúc này thầy biến đổi nó về dạng phương trình đường thẳng D1 và D2 có dạng y bằng ax cộng b. Thì các bạn thấy nè, như chúng ta đã biết, dựa vào mối liên hệ giữa hai đường thẳng cắt nhau song song và trùng nhau, chúng ta thấy là hệ số góc của D1 và hệ số góc của D2 bằng nhau. Và tung độ góc của D1 và D2 khác nhau thì chúng ta suy ra được là gì đây? Hai phương trình đường thẳng D1 và D2 song song với nhau. Tức là D1 và D2 không có điểm chung. Và điều này đồng nghĩa với việc là hệ phương trình ba la mã vô nghiệm. Như nãy thầy nói lúc đầu rồi, dựa vào số giao điểm của D1 và D2, chúng ta có thể kết luận được số nghiệm của phương trình hệ phương trình bậc nhất, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, mà cụ thể đây là hệ phương trình ba la mã. Hơn như nãy chúng ta thấy là hệ phương trình hai la mã thì nó có một nghiệm duy nhất do D1 cắt D2. Khi chúng ta biểu diễn trên hệ trục tọa độ xy, chúng ta thấy rõ ràng là D1 cắt D2 tại điểm M có tọa độ là 21. Nhưng ở đây chúng ta thấy nè, hai phương trình đường thẳng D1 và D2 nó song song với nhau, tức là không có điểm chung, thì đồng nghĩa việc là hệ phương trình ba la mã là vô nghiệm. Đây, chúng ta biểu diễn trên hệ trục tọa độ xy bằng minh họa hình học, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là phương trình đường thẳng D1 và D2 nó song song với nhau thì nó không có điểm chung, thì hệ ba la mã vô nghiệm. Rồi, chúng ta xét tiếp cái hệ phương trình bốn la mã 2x trừ 3y, xin lỗi, 2x trừ y bằng 3 và trừ 2x cộng y bằng trừ 3. Chúng ta cũng đưa nó về dạng phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b, thì D1 là y bằng 2x trừ 3, D2 cũng là y bằng 2x trừ 3. Thì từ đây các bạn thấy là hai đường thẳng D1 và D2 nó trùng nhau vì nó có hệ số góc bằng nhau, có tung độ góc bằng nhau. Vậy từ đây chúng ta suy được là D1 và D2 khi trùng nhau thì nó có sẽ vô số điểm chung. Vô số điểm chung thì suy được hệ phương trình bốn la mã có vô số nghiệm. Và từ đây chúng ta biểu diễn nó lên hệ trục tọa độ OXY. Các bạn thấy nè, đường màu xanh và đường màu đỏ này nó trùng nhau, các bạn thấy không? Thì nó sẽ có vô số nghiệm. Tập nghiệm của hệ phương trình bốn la mã được biểu diễn chỉ bởi một đường thẳng duy nhất là y bằng 2x trừ 3. Vì hai này nó trùng nhau. Và việc chúng ta biểu diễn các phương trình đường thẳng lên hệ trục tọa độ OXY D1 hoặc D2 thì đây chính là minh họa hình học của tập nghiệm hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Một cách tổng quát, đối với hệ phương trình một la mã, phương trình thứ nhất ta đặt là D1, phương trình thứ hai ta đặt là D2. Thì ta có nếu D1 cắt D2 thì hệ một la mã có nghiệm duy nhất D1 song song D2 thì hệ có hệ một la mã vô nghiệm, và D1 mà trùng D2 thì hệ một la mã có vô số nghiệm. Thì đối với trường hợp đầu tiên là D1 cắt D2 thì hệ một la mã có nghiệm nhất, chúng ta biểu diễn trên hệ trục tọa độ đối với cái ví dụ hệ phương trình hai la mã, thầy đưa lại cho bạn xem đây, cắt nhau thì có nghiệm duy nhất, song song thì là vô nghiệm và trùng nhau là vô số nghiệm. Ba trường hợp mà nãy chúng ta đã làm ở hệ thứ hai, hệ thứ ba và hệ thứ tư, thầy đưa lại cho các bạn xem. Và đây là cách tóm tắt minh họa hình học của tập nghiệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, chúng ta sang bài 4 sách giáo khoa trang 11. Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây. Thì ở đây không cần giải mà chúng ta có thể xác định được số nghiệm, thì chúng ta dựa vào mối liên hệ giữa phương trình đường thẳng D và D phẩy trong các hệ phương trình ở câu A, câu B, câu C và câu D, bao gồm cắt nhau, song song và trùng nhau.
Đối với câu A thì các bạn thấy rõ ràng nè. Đường thẳng D và D phẩy cắt nhau do hệ số góc của con D là trừ 2, hệ số góc của con D phẩy là 3 và tung độ góc là 3 với trừ 1 khác nhau. Nên nó cắt nhau. Thì nó có một nghiệm duy nhất. Ở câu B thì song song do hệ số góc bằng nhau, tung độ góc khác nhau nên hệ phương trình này vô nghiệm. Ở câu C các bạn đưa về gì đây? Phương trình đường thẳng D là y bằng trừ 3 phần 2 x. Phương trình thẳng D phải y bằng 2 phần 3 x. Thì hai phương trình đường thẳng này nó cắt nhau do hệ số góc khác nhau. Ha. Và nó cắt nhau tại góc tọa độ luôn. Đường thẳng D và D phải cắt nhau tại góc tọa độ do có hệ số góc khác nhau và tung độ góc bằng nhau. Thì hệ phương trình này vẫn có nghiệm duy nhất. Các bạn lưu ý nha. Hệ phương trình này vẫn có nghiệm duy nhất. Nhớ ha. Và nó cắt nhau tại góc tọa độ các bạn nha. Ở câu D. Các bạn thấy D và D phẩy sau khi chúng ta biến đổi ở cái phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai trong cái hệ phương trình ở câu D thì nó ra giống y chang nhau, tức là D với D phẩy trùng nhau. Thì lúc này chúng ta có hệ phương trình này có vô số nghiệm. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo là hệ phương trình tương đương. Thì hệ phương trình tương đương này hồi nãy thầy cũng đã nói ở cái bài trước là hệ phương trình tương đương này nó cũng giống như hệ giống như hai phương trình tương đương vậy các bạn nhé. Chúng ta nhắc lại kiến thức lớp 8 chiếu, hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập hợp nghiệm. Thì hệ hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng cũng có cùng tập hợp nghiệm. Đây, hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm. Ta dùng ký hiệu tương đương để chỉ sự tương đương của hai hệ phương trình. Ví dụ, cái hệ phương trình 2x trừ y bằng 1 và x trừ 2y bằng trừ 1 nó tương đương với lại cái hệ 2x trừ y bằng 1 và x trừ y bằng 0. Bởi vì tập nghiệm của nó giống nhau thì nó được gọi là tương đương. Ở đây chúng ta có một cái câu hỏi đặt ra như sau đây. Hai hệ phương trình bậc nhất khai ẩn vô nghiệm thì chúng luôn tương đương với nhau. Thì điều này là đúng. Nó vô nghiệm tức là cái tập nghiệm nó bằng rỗng. Thì hai cái hệ phương trình có cùng tập hợp nghiệm là bằng rỗng thì nó được gọi là hai hệ phương trình tương đương với nhau và câu này là đúng. Nhưng hai hệ phương trình bậc nhất khai ẩn có vô số nghiệm thì luôn tương đương với nhau thì câu này là sai. Tại sao sai thì được giải thích như sau. Các bạn thấy nè. Ở cái ví dụ thứ ba, chúng ta sau khi biến đổi sẽ có được câu hệ là y bằng 2x trừ 3. Ở bài tập 4 câu D, chúng ta sau khi biến đổi sẽ có được một cái hệ phương trình là y bằng 3x trừ 3. Cả hai thằng này đều là hai hệ phương trình có vô số nghiệm nhưng nó không tương đương với nhau bởi vì tập nghiệm của nó khác nhau. Tập nghiệm ở ví dụ 3 là một đường thẳng y bằng 2x trừ 3. Tập nghiệm ở bài tập 4 câu D nó là một đường thẳng y bằng 3x trừ 3. Hai tập nghiệm này khác nhau. Mặc dù nó có vô số nghiệm nhưng nó không tương đương các bạn nha. Các bạn lưu ý giùm thầy. Vì D và D phẩy khác nhau nên hai hệ phương trình này không tương đương. Nó khác nhau về tập nghiệm thì nó không tương đương. Nó giống nhau về tập nghiệm thì nó tương đương. Chúng ta tóm tắt nội dung của bài này thông qua cái sơ đồ như sau. Đầu tiên là khái niệm. Rồi thế nào là nghiệm của hệ phương trình. Rồi khái niệm về hệ phương trình tương đương. Thì khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta có dạng tổng quát từ rồi các ví dụ. Rồi nghiệm của hệ phương trình thì nó cũng xuất phát từ ví dụ. Nghiệm của hệ phương trình là một cặp số x0 y0 có phải thỏa mãn cả hai phương trình trong hệ hoặc thỏa mãn tất cả các phương trình ở trong hệ nếu nó có 3 phương trình, 4 phương trình, 5 phương trình. Số nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, thầy đang nói là xét là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn thôi nha, thì nó tùy thuộc vào số giao điểm của đường thẳng D và D phẩy hoặc D1 và D2 tùy thuộc các bạn đặt ha. Nếu cắt nhau thì nghiệm duy nhất, nếu song song thì vô nghiệm và nếu trùng nhau thì có vô số nghiệm. Rồi minh họa hình học của nó thì các bạn vẽ cả hai cái phương trình đường thẳng này lên cùng một hệ trục tọa độ oxy. Đây, một nghiệm duy nhất, vô nghiệm.
và vô số nghiệm. Rồi, phần bài tập về nhà thì các bạn làm cho thầy bài số 5 sách giáo khoa trang 11, bài 8, 9, 10 sách giáo khoa trang 6, 7. Các bạn nào có điều kiện thì các bạn làm thêm bài 8, bài 9, bài 10, không thì các bạn chỉ làm bài số 5 thôi. Vậy thì các bạn nhớ giùm thầy, ở cái bài này các bạn nhớ giùm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn thì số nghiệm của nó tùy thuộc vào số giao điểm của hai đường thẳng ở phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai. Các bạn nha. Cái thứ hai các bạn nhớ là hệ hai phương trình tương đương khi chúng có cùng tập hợp nghiệm. À, rồi, bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.